Qua khảo sát thực địa, đồng chí Hoàng Nam đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong cùng với các ngành liên quan nghiên cứu để những khu vực cần bảo vệ của di tích có định hướng quy hoạch rõ ràng trên cơ sở tôn trọng và sử dụng hợp lý cả quy hoạch cũ về phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trong đó làm thế nào để vấn đề quy hoạch xây dựng các hạng mục đền thờ, tường, nhà trưng bày là khu vực chính, còn các hạng mục liên quan chỉ nằm trong vùng bảo vệ, ít làm ảnh hưởng nhất đến đời sống dân sinh. Đồng chí nhận mình ưu tiên quy hoạch theo tiêu chí làm điểm, không làm diện, hạn chế giải phóng mặt bằng ở diện tích lớn, đồng thời lưu ý đến kết nối giao thông trong quy hoạch, tính toán đến việc ứng dụng công nghệ 3D, 4D cho việc trình chiếu các tư liệu lịch sử về dinh Chúa Nguyễn. Tại buổi khảo sát, đồng chí Hoàng Nam đã đến dâng hương tại đền thờ Thái Phó Nguyễn Ư Dĩ, cậu ruột của Chúa Thích Nguyễn Hoàng. Địa điểm đền thờ tại xã Triều Giang, huyện Triệu Phong, đây cũng là một hạng mục nằm trong khu vực bảo vệ, phục hồi và phát huy giá trị của di tích lịch sử quốc gia, các địa điểm liên quan đến dinh Chúa Nguyễn.